Tiến sĩ Lê Thẩm Dương và những câu nói hay nhất, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Khi trưởng thành, tôi càng ít quan tâm đến những gì mọi người nói, tôi chỉ xem những gì họ làm được. Những người làm việc cùng bạn phản ánh nên thái độ của bạn. Tranh cãi với một kẻ ngốc sẽ chứng minh có đến hai kẻ ngốc. Lưỡi không có xương nhưng cũng đủ cứng để có thể làm tan nát một trái tim. Vì vậy, hãy cẩn thận với ngôn từ của bạn. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng thế nên hãy tập làm quen với điều đó. Thông thái mới cần giả ngu, chứ đã ngu rồi cần gì giả vờ nữa. Tiền xu luôn tạo ra tiếng động, nhưng tiền giấy lại luôn im lặng. Vì thế khi giá trị của bạn tăng lên hãy giữ cho mình khiêm tốn và nói ít đi. Mọi chuyện đều là chuyện nhỏ, chỉ có lấy vợ nhỏ là chuyện lớn mà thôi. Túi tiền gần con tim, xa bộ não, lấy được tim là móc được túi. Con đường nhanh nhất có thể là đường gấp khúc chứ chưa chắc là đường thẳng. Tại sao lại chán đời? Phải sống làm sao cho đời nó chán mình chứ? Chỉ có động vật bốn chân là chân dài tới nách, nên đẹp thường kèm với rốt. Miếng phô mai có sẵn chỉ có trên bẫy chuột mà thôi. Đừng vì còn trẻ không có tiền mà ủ rũ, tương lai, những ngày không có tiền còn rất nhiều. Vịt hóa thiên nga không phải vì nó cố gắng như thế nào, mà chỉ đơn giản là bố mẹ nó vốn là thiên nga sẵn rồi. Nếu hôm nay cuộc đời lừa bạn, đừng buồn mà khóc, vì có lẽ ngày mai và ngày sau nữa nó vẫn còn lừa bạn đấy. Nếu thấy hay các bạn hãy cho mình một tim và để lại bình luận cho mình biết với nhé.